Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải tám Đồng Nai 16, giải tám Cần Thơ 22, giải tám Sóc Trăng 20 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay. Thank you.
Giải đặc biệt Đồng Nai 792 796, giải đặc biệt Cần Thơ 379 858, giải đặc biệt Sóc Trăng 889 922. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.